Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với game GTA 5 năm này. GTA 5 và hoặc là GTA 5 thôi. Thì hôm nay có một cái bạn comment cho mình, nó một cái câu hỏi, một cái thử thách, đó chính là mình đứng ở trên một tòa nhà cao, mình bắn xuống thì mình có bị công an phát hiện và bắt hay không. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử cái ý tưởng đó của các bạn đó. Bây giờ đầu tiên nó bắt đầu với một cái ngôi nhà không được cao cho lắm. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ các bạn đợi xíu. Bây giờ mình sẽ cầm súng nhắm đứng mình bắn xuống. Xem là có bị ông ăn bắt hay không, và một hồi mình sẽ lên một nhà cao tầng hơn. Ok, một thằng chết. Cũng không có gì xảy ra. À rồi, bị ông ăn bắt nha các bạn. Ok. Nhưng mà tại sao mình đứng ở một cái nơi cao như thế này mà nó lại biết mình bắn ta? Hay thiệt chứ. Đây nè. Mà một sao làm gì có vụ mà có trực thăng tới đâu, có công an tới thôi. Đây sao công an nè. Sao biết được hay vậy? Chết luôn rồi, ôi chết rồi. Chết công an luôn rồi, xong. Mình được mấy sao rồi, rồi ok mình được 3 sao luôn rồi. 3 2 ta. Vì cái bạn nó chèn mất tiền. Ok 3 sao các bạn. Vậy là cái ý tưởng của cái bạn đó và cái thử thách cho mình thì đã bị phát hiện rồi. Bây giờ mình sẽ lên một cái tòa nhà cao hơn tòa nhà đó và là cao nhất trong những cái này luôn. Rồi. Và bây giờ mình cũng sẽ thử bắn xuống. Thì hôm nay mình có mod thêm một cái mod kèm theo để tránh nó. Tại vì cái ý tưởng này nó cũng khá hay, nó cũng khá thú vị, nhiều bạn thắc mắc. Mà mình sẵn mình mod cái này luôn, tại vì nếu mà chỉ bắn cái này không thì rất là nhàm. Đây người đi bộ, đây người đi xe máy. Người đi xe máy nè. Không bị sao. Xe gì ngộ vậy. Người đi bộ nè. Người đi bộ nè. Vẫn bị sao. Tại sao tao có thể đứng ở một cái nơi bự chảng như thế này mà mày lại thấy tao được. À. Cái chiếc cầu này bắn tầm 4-5 viên. Bắn thì nó hạ từ từ, kiểu nó bị xì hơi các bạn, nó bị hạ từ từ. Và tới khi tới một cái mức nào đó thì sẽ nổ cái bùng. Đây sẽ cảnh sát như này đây. Bắn cảnh sát thì bị 3 sao. Mình đứng ở trên một cái tòa nhà cao như vậy mà nó vẫn biết mình. Hay thiệt chứ. Rồi, thôi kệ đi. Tại vì game nó như vậy thì mình như vậy chứ. Bây giờ mình cũng biết sao. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái nhiệm vụ của một cái bạn. Đây, đây là cái Hitman mod. Thì bây giờ mình sẽ gọi cho cái thằng Middleman. Middleman này như kiểu là người trung gian á, người ở giữa. Rồi mình sẽ là hợp đồng á. Rồi, hey there, I got your call. Guys are hungry. Chào đằng đó, tôi nhận được cuộc gọi của bạn rồi. Và khách hàng thì luôn luôn đói bụng. Ok, có vị trí rồi ha. Ở vị trí Philbox trên cái đường Elgin A. Rồi và chuyển thôi. Để mình phóng xe xuống, không biết mình có chết hay không. À, đứng để bắn xuống được, đứng để bắn xuống. Bắn xuống ngon luôn. Nó nằm ở cái đường. Mà bị kẹt nhà rồi. Tại vì ở dưới mình có một cái đường rồi, ở trên kia là một cái đường mà bị kẹt nhà rồi. Mình có bắn được hay không rồi. Chỉ có té lầu xuống là được. Hấp hồn tự trực thăng cảnh sát chứ. Rồi. À, cái thằng mà mình cần bắn nó nằm đâu đó ở khúc đó. Các bạn thấy đây là cái đường ủa ở dưới này chứ. Mình bị kẹt đường rồi mình không thấy được, bắt buộc phải phóng xe xuống và mình đi tìm nó thôi. Chứ không có thể bắn được ở trên cao này. Một màn trình diễn mặt con xe đây nè, đi làm hitman là quá chuẩn luôn, xe quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đừng nổ xe được, đừng nổ xe được, đừng nổ xe được. Bum. Ok, ngon lành. Xe xịn nó phải vậy. Thường thì mục tiêu đi bộ thì nó sẽ không cho mình nó sẽ không có cho mình cái vị trí đi danh xe gì, nhưng mà nếu mà nó đi xe nó sẽ hiển thị là đi xe gì nha. Mục tiêu mà mình cần giết
là một trong những cái người này đang đi bộ, có thể là một ông già hoặc có thể là cái bà này, một trong hai thôi các bạn. Mình cần phải chặn đầu là một người mới biết được để tránh nhầm. Ok, cái ông già này tiêu là ông già này, thì bây giờ mình đuổi ổng nha. Cái gì, cái thằng nào bắn vậy? Ôi thằng già nó có đồ, nó có người bóng bảo hộ. Rồi chết. Get away from asylum. À là cái bà lúc nãy đi theo là cái bà đó, bà bảo kê á hả? Rồi con gái mà dữ vậy. Để mình chỉnh bất tử luôn, mất công đang chơi hay bị đứt dây đàn. À, để mình chỉnh heal option. Rồi ok, chơi chơi. Đây là ủi cái bà này chứ. Là cái bà này nè. Rồi. Cái bà này nè đó. Là bảo kê của ổng. Rồi một người bảo kê với này nữa. À không, có mình bà đó thôi. Có mình bà đó với ông này thôi. Vãi. Cái bà đó mà là bảo kê của ổng, mình cứ tưởng nó là người dân bình thường, mình đâu có giết đâu. Mình tính là người dân bình thường. Mình nói để mình lấy xe chia ra làm hai để mình coi coi là ai với ai rồi mình mới giết cho nó đỡ phải giết dầm người vô tội, mà ai ngờ con mẹ vô tội bắn mình luôn chứ. Bây giờ mình hết kính rồi vãi, thì không thể tin được luôn. Ông già có cái bà đi theo cầm súng, súng dữ luôn chứ mấy súng dở đâu, súng giống cây M249 không phải cây gì trong chi cây bự, cây mà xài đạn năm bự bự mà nó thính bắn chậm gì không có tính được luôn, chúng nó phá giáp ghê lắm. Tại vì mình trốn cảnh sát cái đã. Bây giờ là xe này đi làm mấy men sướng lắm các bạn, nó nhỏ nó đẹp nó nhanh. Rồi ok, mình được 5214 đô, visa đã chuyển đi rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ có một cái mục tiêu tiếp theo, và mục tiêu này đang đi trên phương tiện. Thành ra là nó ghi là player pizza is in Manana. Manana là tên của một chiếc xe nha. Mình sửa xe cái nào. Đây, chiếc Manana là chiếc này đây. Bây giờ mình chọn trái bơm đi. Ơi bơm không dính, bơm không dính các bạn ơi, bơm không dính. Chọn đâu mà nó rớt bơm. Vãi bơm. Rồi ok. Rồi để tránh người vô tội cái nào. Bơm. Xong. Get away from the asylum. Asylum là như là cái từ đó là nó đồng nghĩa với cái từ assistant, là kiểu hỗ trợ đó. Như là cái từ đó thì phải. Chết quẹo rồi, tại vì cái thằng đi chung trên xe nó đã chết luôn rồi, thành ra là mình không có cần phải bắn hai nữa, cho mình đi từng chốt cảnh sát không. Món này Hitman đợt này update rất là hay nha. Chuồn 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 thôi, chuồn thôi. Sau khi các bạn mà gọi là gây án rồi thì các bạn phải chạy càng xa càng tốt, cho tới khi mà nó báo là pizza delivery, nó chuyển pizza, nó giao pizza rồi thì mới ok. Còn bây giờ cảnh sát bị dẫn thú. Không những xe xịn đi chứ, leo núi chạy ngon. Ồ giết này không được nhiều. Bây giờ là có một cái người ở Rockport on Cashier Place. Cái này như là ở một cái khách sạn thì phải. Đây là mình sẽ hưởng người cuối cùng này ha. Các bạn có để ý là trong vòng đời tấp nập thì các bạn thấy hai con xe này nó chả khác gì nhau không? Đây nè. Đầu tiên là về cái đích, cái đầu, cái đuôi không khác cái gì luôn á. Để mình ảnh con xe này vô. Rồi.
Để mình chỉnh màu cho nó cái nào. Rồi mình cho các bạn so sánh hai cái chiếc này thực sự là nó anh em sinh đôi. Chạy vô đây cho nó đẹp. Mình đại gia mà. Ok, bây giờ mình sẽ hủy cái Hitman này đi và mình sẽ sơn con xe này, sửa xe lại và sơn xe lại thành màu vàng. Cho các bạn xem có nó giống không nha. Rồi, bây giờ là tới chuyên mục xe giống xe là chuyện thường. Sửa xe này cái đã. Rồi. Bây giờ đầu tiên các bạn xem cái đầu xe. Thứ nhất là cái cụm đèn. Đây nè. Cái cụm đèn nó nhọn và nó vuốt ở phía sau, còn cái cụm đèn này thì nó cũng nhọn, nó cũng vuốt ở phía sau nhưng mà nó không có được giống. Tại vì nếu mà làm giống thực sự thì nó sẽ bị kiện về bản quyền. Tiếp theo là logo của Maserati, các bạn thì thấy rồi ha. Thấy nào. Cái này thì trên game nó không có được rõ cho lắm, các bạn search Google là ra cái logo. Logo hình đinh ba, cái đinh ba á, cái logo bên này thì là giống cái con vịt, con ngỗng, con ngan gì rồi nó sau nó có mấy cái chỉ chỉ nhưng mà nó cũng khá là giống, tại vì cái đinh ba là nó ba cái nhọn, con này nó nhóc cái nhọn luôn. À, tiếp theo là cái phần hút gió phía trước, các bạn nhìn phía trước nó có khác gì nhau không? Không. Tiếp theo là cái khoét hai bên nha, đây nè, cũng hai cái khoét hai bên. Và cái mà mình đã thấy giống nữa đó chính là cái phần ở dưới này nó màu carbon, thì bên này nó là màu đen, tại vì trong này nó không có carbon, chỉ có mod mới có carbon thôi, là dưới này nó sơn màu đen. Đây đó rồi ha, tới cái nắp hút thì nó cũng không có khác gì nhau. Nắp hút mình không nói tại vì nó có thể thay đổi được bất cứ lúc nào. Đuôi xe đi. Rồi các bạn thấy cái gì giống không? Nhìn cái đuôi, nhìn cái form dáng nó đã giống rồi, là nó có một cái đường này, cái đường viền ngay đây là nó khoét vô một cái bên này không khác gì luôn. Nó cái cụm đèn cũng giống nữa, đo diện tích chắc cũng giống á, bị sai số xíu thôi. À, bên này nó có hai cái hút gió, bên này nó không có thôi. Kệ, không sao. Cái chữ bên này là Maserati, bên này là Lambadati thì hai cái ti. Đó, Maserati với Lambadati. Bô thì mình không nói tại vì cái phần bô này thì nó thêm bao nhiêu cũng được hết trơn, giờ thêm chục cái bô cũng sao, tại vì GTA 5 nó thích tùy chỉnh mà. Nó không được làm giống hết thực sự. Dưới phần bô này thì nó có một cái G, cái viền dưới này ha. Đó. Thì bên này nó cũng có một cái G, đây là cái viền như này. Rồi, cái đó thì thôi không tính, không giống cũng được, không sao. Bình xăng nó như xe trong GTA 5 không có bình xăng. Chỉ có xe mốt mới có thôi. À, cái gì nữa ta? Mâm xe thì không có giống, không có nói lắm. Cabin xe thì cũng không có gì nổi trội. Tại vì cabin xe trong này là nó theo một cái nguyên mẫu cố định, còn cabin xe mod thì nó như thật ngoài đời. Thấy không? Đấy, các bạn thấy hai con chiếc cùng cha thác ông nội chả khác gì nhau luôn. Rồi ok thì video này mình sẽ dừng tại đây ha. Đấy, chứ sẽ không khác gì nhau. Thì bây giờ mình do mình có một công việc hơi bận chút xíu nên là mình phải tạm dừng sớm video tại đây thôi, các bạn thông cảm. Với lại video này thì mình đã hoàn thành cái thử thách và cái câu hỏi đặt ra của các bạn đó là bắn từ trên cao xuống thì bị công an bắt hay không. Ok, và nếu các bạn thích cái video này và các bạn muốn mình làm những cái ý tưởng hay hoặc là các bạn có những ý tưởng hay thì các bạn hãy comment phía dưới và mình sẽ đọc, mình xem, rồi nếu mà được thì mình sẽ làm cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau và nhớ đừng quên bấm like và subscribe cho mình để mình có động lực tiếp theo nhiều hơn nữa để mình làm video hay hơn ha. Chào các bạn, bye bye.